Hello, I'm here at the Fresh Noodles. We're here to set up the Clover POS system for the Vietnamese cuisine restaurant. The Clover POS system very convenient for very friendly user. We can order directly online, and the order receipt will send directly to the kitchen, and easy for you to accept all the payments. All you have to do is just scan the QR code right here. And within 3 seconds, you can accept the payment. Very convenient for everyone. So if you want to know more information about Clover POS system, please call First Region 855-505-6789. Clover station cho tiệm gạo Fresh Noodle, tiệm gạo đang khai trương ở Cumming, Georgia của mình. Clover POS system rất là tiện lợi, nhanh gọn lẹ. Mình có thể order online trực tiếp và send thẳng vào cái kitchen của mình. Sau khi mà mình tính tiền xong thì mình có thể scan qua cái phone bằng cái QR code này để mình thanh toán ngay trực tiếp bằng Apple Pay, Samsung Pay hoặc là những cái contactless. Muốn biết thêm chi tiết về hệ thống Clover POS system, xin liên lạc cho công ty First Merchant 855-505-6789 để giúp cho các anh chị run cái business rất là gọn gàng, nhanh gọn lẹ. Mình có thể check những cái report, những cái employee và những cái inventory online vào trong cái dashboard của mình. Xin điện cho công ty Fresh Merchant 855-505-6789. Phở ở gạo Fresh Noodle này làm rất là ngon. Phở là phở bánh tươi, thì một tô phở mình đem ra nước rất là trong. Các bạn cũng nhìn thấy rồi, tô phở rất là tái tươi, rất là ngon các bạn ơi. Mình đụng vào tô phở rất là nóng luôn. Tân nghĩ là khi mà mình ăn xong rồi thì cái tô phở vẫn còn nóng. Đó là những gì mà Tân rất là thích. Các bạn nào có ghé qua bên comment thì hãy ghé qua vào tiệm phở gạo Fresh Noodle của owner Hà An để mình thưởng thức những tô phở đặc biệt của Việt Nam mình, rất là ngon, rất là thơm luôn. Tăng nhìn rồi tăng thấy thèm rồi. Ok, thôi bây giờ tăng mời các bạn kèm theo đó là món truyền thống của Việt Nam mình là gà chiên nước mắm. Từ nãy giờ mà tăng thử một cái mùi thơm rất là thơm luôn các bạn ơi. Thì các bạn cũng có đi qua comment thì cũng ghé vào quán phở là gạo Fresh Noodle. Authentic phở, nước phở rất là trong, rất là thơm. Ok, chào các bạn.